Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu cho các anh em một con bàn phím cơ đến từ hãng CK Cool Killer. Đây là một con bàn phím cơ LED một màu nhưng có thiết kế rất là đẹp và phù hợp với giá tiền. Và mình sẽ cùng đánh giá chi tiết con bàn phím cơ này nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ khui hộp cái con bàn phím này. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn sơ qua về phía phần vỏ hộp bên ngoài. Chúng ta sẽ có một cái hộp màu đen rất là to như thế này. Và nó có chỉ có duy nhất cái logo CK Cool Killer ở đây thôi. Và ngoài ra thì nó sẽ không có nhiều chi tiết. Và sẽ có một số cái hình ảnh của cái bàn phím in chéo và chìm màu đen của màu đen ở đây luôn. Đó, cái mặt sau cũng vậy, không có quá nhiều chi tiết, cực kỳ đơn giản. Thôi, mình sẽ cùng mở hộp chiếc bàn phím này. Con bàn phím này thì làm hộp khá là to. Phụ kiện ở bên trong thì chúng ta sẽ gồm có một cái giấy dùng để chùi S. Nếu như mà các bạn có thể biết được tiếng tung của thì mình có thể đọc cái này để tham khảo thêm về một số cái tính năng. Còn nếu không thì mình có thể để nhóm lò hoặc để chùi S đấy. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái phụ kiện nữa, một cái dây cáp. Cái dây cáp này mình sẽ nói sau. Đó, bỏ qua một bên. Chúng ta sẽ không còn gì ngoài một cái bàn phím như thế này. Thì bọc rất kỹ. Ok. Đây là chiếc bàn phím. Mình bọc cái lớp bọc này ra luôn. Đây chính là chiếc bàn phím của chúng ta. Bắt cái hộp này sang một bên. Ok. Đây chính là chiếc bàn phím CK Cool Killer. Mình zoom lại cho các bạn xem kỹ hơn. Ok, đây chính là chiếc bàn phím CK Laser của chúng ta. Chúng ta có thể thấy một cái form vuông vức như thế này, một cái form chuẩn. Và cái layout của cây cáp cũng vậy. Thì cái layout này mình có thể sửa dễ dàng, mình thay cây cáp được và chơi các loại cây cáp sử dụng dành cho Cherry, form Cherry ấy. Và chúng ta sẽ thấy có hai cái nút to như thế này. Cái nút này thì nó sẽ không phải là nút, mà đây mới chính là nút bấm. Còn cái nút này chỉ là cái đèn LED để báo thôi. Và nó sẽ có màu đỏ. Ở đây chúng ta sẽ không cái nút mình có thể nói sau. Nó sẽ có liên quan đến cái phụ kiện hồi nãy. Ok. Mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái giải bằng kim loại như thế này. Một cái lớp kim loại, lấy kim loại hoàn toàn. Nó sẽ được phủ lên trên mặt phím cho cảm giác rất là sướng. Ở đây là cái kim loại nhìn nó nhám nhưng thực ra sờ nó vẫn cứ khá là trơn. Và đặc biệt là nó được phủ một cái lớp sơn chống rỉ và chống giật luôn, nên các bạn yên tâm sẽ không bị giật. Ở đây cũng vậy. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái bàn kim loại được nổi lên, được cộm lên, bọc lấy bàn phím ở phía bên này. Thì đây chính là cái điểm nhìn khác biệt của con bàn phím này. Nó sẽ cho cảm giác hầm hố và chắc chắn hơn nhiều. Và đây chúng ta sẽ có cái khắc là dè của chữ Cool Killer, tức là cái hãng của bàn phím này. Ngoài ra thì bên đây chúng ta cũng sẽ thấy y chang như vậy luôn. Đó, nhưng mà không có logo rồi. Ở mặt cạnh bên chúng ta sẽ có một cái giải này, không phải là giải bằng kim loại nhưng mà nó sẽ là giải giống như một lớp lưới để cho đèn LED có thể chạy qua đây. Tí nữa cái mình sẽ bật LED lên cho các bạn cùng coi. Ok. Ngoài ra thì cái cây cáp của con này thì đều được sử dụng là cây cáp double shot như thế này. Và có độ dày khá là tốt, tuy rằng nó không phải là dày lắm nhưng mà cũng đủ để cho các bạn bấm cảm giác rất sướng rồi. Cây cáp sẽ được làm bằng nhựa ABS nhám, không có bám mồ hôi với vân tay nhiều. Và nó sẽ không bao giờ bị phai chữ theo thời gian nha các bạn. Cái con bàn phím này sẽ được sử dụng là switch quang nha các bạn. Switch quang và nó sẽ có cấu tạo giống Blue Switch nên sẽ có tiếng clicky như thế này. Và con switch quang này vẫn có hỗ trợ cho các bạn thay nóng switch luôn. Đây mình sẽ thử thay một cái switch cho các bạn coi. Các bạn cần một cái nhổ switch như thế này. Khi nhổ switch thì các bạn sẽ kẹp phía dưới của cái switch có hai cái lỗ để mình kẹp vào, thì mình sẽ kẹp vào đây và nhấc nhẹ lên một chút, nhấc đằng sau lên trước nha các bạn. Mình sẽ lung lay dần, nó sẽ nhẹ dần ra. Thì khi các bạn khui ra thì trong này chúng ta sẽ thấy có một cái switch quang ở đây, cả bím quang, thì nó sẽ phát và nhận ở ngay chỗ này. Còn cái
Sequel này, Switch này thì nó thực sự nó chỉ có là cái cơ chế để tạo tiếng clip thôi, với lại cái để chắn cái tín hiệu khi mình bấm xuống. Đó là cái cấu tạo chính của Switch qua. Và khi mình thay thì mình có thể lắm cái Switch khác vào, cũng theo đúng chiều và ấn mạnh vào là được, rất là dễ dàng. Ok, chúng ta đến phần mặt sau của phím. Mặt sau của phím thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nhìn rất là hầm hố như thế này, giống như một kiểu máy móc vậy đấy. Thì chúng ta sẽ có bốn cái đệm cửa sổ ở ngay đây, đó là chắc chắn. Ngoài ra thì khi mà cái lẫy này được đẩy lên như thế này thì chúng ta vẫn có thể giữ được phím, tại vì cái lẫy này nó được bọc bằng một cái lớp cao su ở trên đây luôn. Nên là rất là hiếm cái bàn phím nào mà có thể sử dụng cái lẫy mà bọc luôn cả trên phím như thế này, rất là chắc chắn rồi. Ở đây thì chúng ta vẫn sẽ có thiết kế khá là hay khi mà có ba cái đường DJ ở đằng sau phím như thế này. Mình sẽ có DJ giữa, trái hoặc phải, cái này để mình có thể cho dây gọn gàng hơn. Ok, rồi cái phần dây cáp, chúng ta sẽ có một cái dây cáp bằng cao su, được bọc cao su, đó là dây. Ở đây sẽ có hai cái đầu cổng USB lại. Đây, xin mời các bạn coi. Mình sẽ có hai đầu cổng USB như này, và nó sẽ có cả cục chống nhiễu như thế này. Rồi cái đầu cổng USB này thì một cổng của các bạn sẽ được gắn vào cái phụ kiện. Như ban đầu mình mở hộp thì nó sẽ có một cái phụ kiện đi kèm thì cái phụ kiện này. Thì mình gắn vào đây, sau đó mình gắn vào trong CPU. Mình gắn cái dây này vào trong cái phần nguồn của PC á, thì mình sẽ sử dụng được cái công tắc và bật tắt nguồn nhanh trên bàn phím. Đây chính là cái công tắc hồi nãy mà mình đã nói đây. Công tắc này đây. Khi mà mình dùng cái công tắc này thì mình sẽ mở nhanh nguồn phím mà không cần phải đụng tới CPU nữa, rất là dễ. Đây là những cái đặc điểm nổi bật về phía bên ngoài của con này. Bây giờ mình sẽ sang cái phần LED. Cái con này nó chỉ sử dụng LED, đó là LED red thôi, cái LED màu đỏ thôi, duy nhất là màu đỏ thôi, nhưng mà nó rất là cool ngầu. Mình sẽ cùng tắt đèn để cho các bạn coi nhé. Cái con này sử dụng hệ thống đèn LED, đó là đèn LED màu đỏ, và nó chỉ có duy nhất màu đỏ thôi. Tuy nhiên thì cái độ sáng của nó khá là tốt, đủ có thể cho các bạn nhìn thấy rõ chữ vào ban đêm. Ngoài ra thì do con này sử dụng màu đen thì kết hợp với LED màu đỏ nhìn rất là hầm hố. Và đặc biệt hơn thì ở bên bàn phím chúng ta còn có một cái đèn gầm. Cái dải đèn LED này nó sẽ chạy vòng quanh phím theo một vòng tròn, thì nó sẽ chạy cả ra đằng trước và cũng như vòng ra đằng sau luôn. Đây có thể đèn LED nó sẽ chạy vòng quanh phím như thế này và nó rất là sáng. Mình cũng có thể điều chỉnh được tốc độ của cái vòng quay này. Bây giờ mình sẽ chuyển sang các cái chế độ đèn LED của con này. Con này có hỗ trợ lên tới 12 chế độ LED, rất là bắt mắt. Bây giờ mình sẽ thử test luôn các bạn coi nhé. Ok, bây giờ mình sẽ thử test về cái gõ của bàn phím này. Cái bàn phím này đang sử dụng là switch quang và nó có cấu tạo giống blue switch nên sẽ có tiếng click key. Mình sẽ gõ thử một đoạn văn bản cho các bạn coi nhé.
Các bạn có thể thấy tiếng click kêu nó nghe rất là to, nhưng mà lực bấm của con này khá là nhẹ, nhẹ rất là nhiều so với lại những cái con bàn phím cơ bình thường. Và các nút start cũng hoàn thiện rất là tốt, không hề có nghe thấy tiếng cao su. À, mình xin lỗi là có tiếng loa so, và nó chỉ có nghe thấy tiếng mà phím chạm vào đáy thôi. Đó là đây là cái dùng switch quang nên các bạn yên tâm là sẽ không có bị double clip hay là sẽ bị mòn theo thời gian, do những cái switch cơ thì nó sẽ dùng kim loại nên có thể sẽ bị reset theo thời gian hoặc là sẽ bị double clip, nhưng riêng switch quang thì xài rất là bền. Và đặc biệt hơn là con này có khả năng chống nước và chống bụi nữa, cho nên cái này mình sẽ làm cái clip test sau. Nếu mà các bạn thấy có ý kiến gì về chiếc bàn phím này thì hãy để lại comment. Nếu thấy hay thì hãy like và subscribe giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye.